Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn đây là một đôi loa đến từ Mỹ, đó là đôi loa JBL L112. Đây là một trong những cái model được rất nhiều các bác ưa chuộng, không những về chất âm cũng như về hình thức, và đặc biệt quan trọng nhất là cái giá tiền nó phù hợp với nhiều các bác chơi. Đôi loa JBL L112 này thì loa về trong tình trạng là hàng đẹp xuất sắc, nguyên bản tuyệt đối. Và em đang phối ghép với chiếc âm ly Akufei E303. Đây là một trong những cái series gần như đầu tiên của Akufei. Nhưng mà mặc dù nó là âm ly cổ nhưng mà nó chạy có cái sự ổn định cao và chất âm thì rất là mượt mà. Và bây giờ em sẽ quay gần lại và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn cái mức độ đẹp của hai sản phẩm này. Vâng, đầu tiên em xin giới thiệu trước đôi loa JBL L112. Loa JBL 112 này thì là cấu hình loa có 3 đường tiếng. Đó, loa sử dụng một bát 30 cm, màng giấy và gần mút coi nha, gần mút này. Đôi loa này thì rất là đẹp rồi, thì không có gì để chê rồi. Đó, đôi loa này tuyệt đẹp luôn. Loa sử dụng một bát 30 và một mic giấy. Đó, một mic giấy và một chép đôm. Bên trên có hai cái tinh chỉnh quả dài. Đó. Đôi loa này thì về cơ bản thì rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Thì thùng quách em chỉ quay qua vậy thôi, chứ còn cơ bản chính nhất là cái ba cái loa bát trung tép này nó có đẹp hay không. Và đây phía bên này. Đó. Loa rất là đẹp, loa nguyên mộc các bác nhá, loa nguyên mộc. Loa nguyên mộc luôn. Và đây là chiếc âm ly Akufei E303. Em ghép với cái đôi loa này em thấy rất là ổn các bác nhá, rất là ổn. Đây là một cái cấu hình các bác nên tham khảo. Âm ly Akufei E303 với thiết kế là dòng đời cổ này là sử dụng vỏ gỗ zin này và mặt phay nhôm vàng chanh. Chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vẩy theo tín hiệu nhạc và có bát chép hay là lau lướt. Lau lướt dòng này là lau lướt vặn các bác nhá, vặn từng nấc này, 1 2 3. Đó, và đây là volume, còn đây là ba lăng. Đây là các đường vào. Đó. Và đây là những giải cắt giải cao giải thấp. Đó. Chiếc âm ly này cũng rất đẹp luôn các bác nhá. Và chiếc âm ly Akufei E303 này thì em đang bán với giá là 31 triệu 500. Còn đôi loa này là có 32 triệu 500. Giá cả bộ rất là hợp lý luôn. Và bây giờ em sẽ test một đoạn video mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Em sẽ test với một bài bài nhạc nhạc vàng của ca sĩ Trường Vũ. Thank you.
về nhà qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu, có đôi trùng hoa lạ chợ tim vì mong nhau. Về nhà qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều, lời ca như sâu hậu cuốn lòng theo bay thêm. Về nhà qua sông cũ đò xưa nay đã già, chẳng hẹn hò thuở nào giờ thắm bên nào xa. Về nhà qua phố cũ nhạc lòng theo gió hiền xưa. Về ngang qua trường cũ bóng rừng em vu vơ, trái mê ai chia nửa đến bao giờ thôi chua. Về ngang qua trường cũ bóng rừng em vu vơ, trái mê ai chia nửa đến bao giờ thôi chua.